Rồi chào anh Tiên nha, chào anh Thợ Xây nha. Rồi thì hôm nay thì cái máy hiên nhà trước của anh Tiên cũng đã hoàn thành ha. Thì hôm bữa có chị Huệ Trương ở bên Mỹ đó ủng hộ là 10.200.000. Thì anh cũng đã nhận trước là 5 triệu rồi đó, còn lại là 5.200.000. Thì hôm nay em cũng trả cho anh luôn, cho trước cái phần máy hiên phía trước ha. Rồi em gửi cho anh số tiền còn lại là 5.200.000. Anh điếm lại giùm em ha. Đó. Ừ. Rồi nhận là đủ rồi ha. Dạ. Ừ. Rồi anh Tiên có lời nào để cảm ơn chị Huệ Trương không? Em cảm ơn chị Huệ Trương cho em làm mái che trước nhà, chúc chị buổi sáng vui vẻ, chúc chị làm ăn phát tài, ký ký gia đình hạnh phúc, trăm tuổi. Quá mừng. Rồi anh thấy cái máy hiên này có điểm gì cần sửa chữa hay là chưa vừa ý không? Đặng mình hôm nay có ông thợ nè, đặng mình nói luôn. Chúng sửa. Hả? Làm cái gì á, làm cái gì khắc phục luôn. Bắt à, dứt luôn. Bắt dứt cho nó chắc chắn rồi. Còn gì nữa. Biết ha. Hồi trận mấy giờ mưa. Hay còn sơn một chỗ này đen đen chút. Như anh nhớ sơn sơn giùm ảnh mấy cái này nè. Anh thợ anh sơn những cái món hàng lại giùm mẹ giùm cho anh Tiên luôn ha. Dạ dạ. Những khi mà món hàng nếu mà mình không sơn á thì nó sẽ bị sét. Lâu ngày nó sét á một ngày. Thì là còn cái này là còn bắn vít với sơn nữa là phải hoàn thành rồi ha. Dạ, dạ. Thấy máy hiên này đẹp không? Đẹp. Không thôi chắc này dễ gì mình ngồi đây được. À. Nắng quá trời nắng nè. Rồi cũng cảm ơn anh thợ ha. Cảm ơn thợ ha. Thì mong là con sẽ rồi. Mong là có nhiều công trình nữa mà hỗ trợ giúp tụi em ha. Dạ rồi. Thấy sao anh Tiên? À vui. Vui mà mát. Ở đây có mái chè nắng rồi nắng mát luôn. Mỗi lần không có mái chè là giờ này nắng chịu không nổi. Đúng rồi, giờ nắng rồi. Mới đi tắm vô hay vậy? Thôi tắm. Từ từ lúc mà tụi em nhóm tụi em xuống đây tới giờ đó. Dạ. Là anh Tiên đã thay đổi rất là nhiều luôn đó. Thay đổi thấy năm nay ăn Tết Delta quá mực, quá lớn. Bà con cô bác ở đây hỗ trợ đây thấy vui vẻ. Ở xóm này á, là người ta có nói gì mình luôn đi có vui mừng gì không? Vui mừng tội nghiệp B3 B2 lại học B2 đi học về hả? Dạ lấy đó con chơi giữ rồi học đại đi, đi học về vô chào cô chú ông bà nè rồi vô chào ông thương bà con đi học về nè thương bà cái chú con hai rồi giỏi quá vô cái mặt thay đồ đi coi tụi đi cơm rồi bữa nay mình là làm món gì để ăn cho gia đình anh Tiên chưa biết nãy giờ hồi nãy giờ làm đồ ăn á hồi nãy ăn gà đầm tươi có không biết làm luôn mình tại là hồi nãy sáng sẽ nói chuyện vô bếp mình ăn cho vợ bếp một ngày nghĩa là bữa nay ưu tiên cho chị vào bên trong bếp ha thì từ lúc mà mấy anh em chia sẻ cái câu chuyện của anh trai cho anh Tiên đó thì cũng được một tháng rồi đó được hơn một tháng rồi thì từ cái lúc mà anh có 10 điều ước mà bây giờ là chỉ còn có 1-2 điều ước thôi những điều ước khác đã thực hiện hết trơn rồi thì em cũng mong anh đó là sau này mình cũng như là đã có đầy đủ rồi thì mình vẫn giữ mình vẫn như vậy đó đừng có thay đổi gì hết không có đổi chứ người ta thường nói là giàu đổi họ sang đổi vợ gì đó thì cái đó mình cứ giữ vững cái tinh thần của mình chắc phát học hạ như ngày xưa vậy đó là không có quên để cho người ta thương mình quên cho tới vợ quá mừng dù sau này tụi em đã không còn làm việc cầu nói với anh nữa mà làm việc cầu nói với những chỗ khác thì cũng hy vọng rằng anh luôn giữ một cái tình thương yêu kể cả tình làng nghĩa xóm và sau này anh đi mưu sinh cũng vậy vẫn giữ là cái tình cảm đó cho bà con lúc nào cũng thương yêu anh xã hội lúc nào cũng thương yêu anh chứ không phải mai mốt cái chừng tháng 2 tháng anh em quay lại cập nhật cái tôi đâu biết ở bên này đâu con này là ai tôi đâu biết không quên hả được nha không. Trong năm này anh nhớ tôi hết không hết luôn họ đọc thôi cái kia dạy qua anh tên gì con anh nói Thảo đây và trời ơi vậy là nhớ chú Toàn đây
chú Thái đây, cái Thông đây, Tiên Văn rồi còn mấy anh em kia đó anh nhớ không? Không có còn mấy anh em kia, mấy anh em mà hôm qua đã ra về rồi đó, anh nhớ hết mấy tên anh em đó không? Không nhớ. Thì em cũng hy vọng là sau này á là mấy anh em kia nếu mà có dịp đi ngang để em cập nhật cuộc sống mà sau này của anh thì anh cũng đón mừng và đón chào mấy anh em đó giống như mai là mỗi lần mấy anh em tụi em ở đây đó. Vì thật sự là tất cả mấy anh em gom lại mới có thành một cái cầu để cho anh bước qua. Hôm nay thì cũng hồi nãy cũng nói chuyện trực tiếp ở trên kênh của mấy anh em hết trơn rồi đó, thì anh Tiên thì cũng vẫn như vậy nha. Chứ không phải có nhiều người vô bình luận rồi nói lúc trước thấy anh Tiên khó khăn rồi thấy hương, mà sau này anh Tiên có được tất cả, thấy anh Tiên xạo xạo này kia là không có khó. Anh Tiên rồi vẫn là anh Tiên như ngày nào. Có gì không anh Tiên? Không có. Không có ha, anh giải thích cho khán giả hiểu rồi mình đã có được nhiều thứ rồi nhưng mà mình vẫn là anh Tiên của ngày nào. Anh xưa. Xưa còn đi cũ đi mua sinh. Bà con cô bác thường mỗi lần dù sau này anh Tiên có giàu cỡ nào thì cái bộ đồ này anh Tiên vẫn mặc hàng ngày. Bộ đồ này là hên đó. Bộ đồ hên đó. Anh thấy cái ghế huyền thoại không? Ghế chỗ này là nhận biết bao nhiêu sự yêu thương của khán giả rồi đó. Có cái phong thủy ở đây là nó không có được dời nha. Với cái giường ở trong á, cái giường đó là đặc biệt nhất. Giường đó phong thủy đó, ngồi lên là có tiền đó. Bây giờ thường ngồi nữa chút xíu, lên ngồi nữa đi là có tiền nữa đó. Ok á. Tại vì anh tên Tiên có tiền nữa, Tiên Quyền Tiền. Tiên Quyền, Quyền, Tiên. Ừ, Tiên mà có vợ tên Quyền là Tiên Quyền Tiền đó. Dữ. Hay không? Thấy quá mừng có vợ thương ở cái công cấp cái vợ quá. Thôi bây giờ chia sẻ chuyện vui nè, chuyện buồn đã qua rồi, bây giờ chia sẻ chuyện vui nè. Hôm nay sẵn anh chia sẻ vấn đề luôn nè, là anh Khoa đó, ảnh luôn tự ti về bản thân của ảnh, không có dám tiếp xúc với những cô gái. Thì bây giờ anh có cái lời khuyên nào, anh là người đi trước nè, anh có vợ có con nè, anh có lời khuyên nào để cho anh Khoa anh cởi mở hơn để tiếp xúc với những cô gái không? Anh Khoa, mình tập cái quyền á, mình đi tập con gái, sợ con gái không thương mình, thấy mình lùng, rồi mình có duyên lại anh ta. Mình phải tự tin đúng không? Tự tin, mình. Động viên lên, động viên em Khoa lên. Động viên lên. Mình có tất cả, mình có đàn ông, mình đừng bỏ, mình gì đó. Hồi đó là anh Tiên á, gặp vợ, phải cực cư nào, gán đeo. Gán đeo phải không? Đeo, vợ thương, nói, ai nói, kể, tại vợ thương, phải dặn sâu sắc của mình. Là đẹp trai không bằng nói dai ha. Thấy tội nghiệp em tranh nữa, một đứa nữa là hai đứa giống con đi, ước mơ giống mẹ, ước giống mẹ tội nghiệp hai đứa. Còn mình còn sống rồi mình bắt làm sao, còn có đưa hai đứa con rồi, con có gia đình, gia đình để nó nuôi, rồi mình giàu người ta thương, mình nghèo ta không thương. Ở đây là những lời chân thật của anh Tiên nha quý cô chú anh chị. Mình anh Khoa mà có nghe được những lời anh Tiên nói mình cố lên, mình đừng có mặc cảm với bản thân. Đừng có tự ti gì hết đó, vì thật sự á, anh Tiên á, thì anh khuyên em Khoa á, đi ra ngoài, ví dụ nếu mà thật sự có duyên tới á, thì cứ đón nhận. Đừng bỏ cuộc, mình đàn ông. Người ta còn, là một chỗ người ta còn ước mơ, còn bên ta đây được, mình còn đây được, ráng cực khổ. Mình nuôi cha mẹ mình có phước. Ông trời cho mình sao thì ta được. Vậy là những cái lời khuyên chân thành của anh Tiên đối với anh Khoa. Cô nào bật đèn xanh thì cứ đeo tới cùng luôn. Đúng không? Coi như cô nào đó là cô nào đó. Của mình là của mình. Có gì gặp cô nào mà cứ né không mà sao không, có vợ được. Không nói chuyện vợ dạ không, vợ dạ, gái không cứ nói đâu, ít lắm. Mình phải đàn ông mình phải nói trước. Đúng rồi. Thấy không? Con bắt con đúng rồi, thấy đúng không? Đúng, vừa đúng gặp là hỏi là em có yêu anh không là chưa hỏi. Chứ làm sao, vừa gặp mình nói sao? Đầu tiên á, mình hỏi á, em đi đâu? Em đi đâu là anh phụ em. Rồi bây giờ giống như em nè, rồi anh hỏi đi, hỏi đi em trả lời cho. Em đi đâu? Dạ em đi chợ anh. Anh đi chợ cho anh đi theo được không? Dạ em đi chợ với má em đang ở sao á. Má em sao cho anh em phụ. Đi phụ bữa nay là em đi chợ. Bữa nay em đi chợ em mua tới 50 kg gạo luôn anh. Mua 1 kg gạo phải em gắt từ từ tới. Dạ.
tối nay em có uống chè không? À, tối nay có ăn chè không? Ừ, tối nay có ăn chè không kìa. Mẹ em khó lắm anh. Nên là anh nói xin mẹ gì cho em đi. Mẹ em khó, gắng xin mẹ đi. Tối nay hay mình gặp uống chè thôi. Ăn chè thôi ha. Chè thôi. Mẹ gặp gái tao chi? Mẹ em mẹ. Mẹ rồi. Gặp gái tao có gì không? Không, bạn thân thôi. Bạn thân thôi. Bí quyết cô gái dữ ha, chia sẻ là dữ ha. Còn nhiều lắm. Đấy, thì nói chung là dù ớt nhiều gì anh Tiên cũng có lời khuyên cho anh Khoa để cho anh Khoa có động lực lên, đừng có tự ti hay đây là á, đây đấy ấp dần trở lên gần đây đấy, là người ta hỏi chưa luôn có vợ anh ta không tin à. Ta chưa luôn có vợ anh ta một cốc thuốc phân phối thay vợ đấy, rất là hay luôn. Hồi đầu tiên là bên vợ ta thấy mình anh ta thương mình đau, tại mình không sốt không chịu người ta lo cuộc sống không chịu ta. Bây giờ mình có con nè, nó có con gai nè, có một đứa con gai nói với anh thầy có người tặng hại cho một con mình, đúng rồi thấy không? Thấy tính vậy. Rồi cảm ơn anh Tiên rất là nhiều, cũng dành lời khuyên cho anh Khoa để mà cho anh Khoa đừng có tự ti nữa. Đi, mình đàn ông mình gán. Gán lên nha, đổ lên, vượt qua số phận. Số phận, số phận tại tháng sau, tháng này chúng số đặc biệt sao. Vượt qua số phận, rồi ok, một like, kiểu like. Rồi, kiểu like, chào khán giả đi. Chúc khán giả làm sao? Chúc khán giả buổi sáng vui vẻ. Rồi, chúc anh được nhiều sức khỏe nha.